Mixer phát trực tiếp AG08. Trạm phát trực tiếp 8 kênh tất cả trong một. Hai mic ngưng tụ với hai đầu ra tai nghe riêng biệt. 3 fader có thể gắn cho đầu vào, ra USB linh hoạt. 4 nút cài sẵn cho hiệu ứng CH1. 5 hiệu ứng DSP, 1 thay đổi giọng nói CH1, bộ khuếch đại mô phỏng CH2, 2 nén cân bằng, 3 vọng reverb delay, 4 giảm, 5 tối đa hóa, 6 sound pass. Nguồn cấp điện tiện lợi, cổng 12V một chiều, cổng USB 5V một chiều, USB-C. Mixer phát trực tiếp AG08. Yamaha, tạo những làn sóng. Âm thanh của bạn, sứ mệnh của chúng tôi.